Hello anh em nha, chào anh em đến với video tiếp theo của tôi. Hôm nay mùng 1 hoan hỉ, chúc em thành công cùng con game thiên đường trò chơi nhá. Hôm nay tôi lên video về con game thiên đường trò chơi với số vốn là 51.970.000. Đấy, nay chơi bản xanh xem sao, cầu hôm nay thì nghiêng tài à. Con này cứ làm vả nhẹ nhàng một cầu tài đi, thuận theo thế gọi là cầu về đâu đánh đấy. Mùng 1 hoan hỉ anh em ơi, chúc anh em gọi thành công nhá. Hôm nay lại lên video gọi là kiếm tí rau tí bún, gọi là đầu tháng may mắn anh em ạ. Ok, làm quả tài thôi, vui vẻ thôi, 2 triệu à. Làm quả kèo vui vẻ 2 triệu thôi, quan trọng ở đâu anh em ơi. Giờ thì không khó anh em ạ, nói chung là mấy cái bước đầu tiên mà anh em muốn ăn ấy thì là không khó. Còn những cái bước về sau, anh em đang ăn và muốn mất thì rất là khó anh em nhá. Ôi trời, mình khẳng định với anh em nhà mình luôn. Đấy, 335 không? 333 anh em ạ. Né, chân này chả còn 3 còn gì nữa anh em ơi. Rồi không sao anh em nhá. Cầu này thì ra mất con 3 anh em ạ, hơi buồn một chút. Đấy, hơi buồn một chút nhưng thôi không sao anh em ạ. Đang tính là lên quả bệt bệt kép mà 13 12 9 à. Ok, lên quả 22 đi. 6.500.000 anh em ạ, thật sự là tay này mình cũng chốt một tay đi. 6.500.000. Đấy, cầu này mình lên quả 22, 13, 12 à, 13 xuống 12, 9. Quả này 9 xuống được con xỉu 7 này anh em ạ. 13 mà xuống được 12 thì trong trường hợp cầu 22 này thì 9 xuống được con xỉu 7 anh em nhá. Rồi, vậy là cầu này mình vẫn làm một cầu xỉu anh em ạ. Ôi chưa, ôi chưa anh em ơi. 53, ui 532, hên quá anh em ạ. Vừa đủ điểm đúng không anh em ơi, lụm nha. May mắn lại gọi tên em rồi đúng không nào. Rồi, vậy là tay đầu tiên mất và tay thứ hai bú anh em ạ. Thì vốn hôm nay nhà toán học nạp là 52 triệu. Anh em cùng theo dõi với mình là đầu tháng mình hút được bao tiền anh em nhé. Và gọi là lan tỏa đến cái sự gọi là động lực này và cách kiếm tiền cho em nhà mình từ cổng game trên đường trò chơi và kênh nhà toán học anh em nhá. Ôi chưa, rồi cầu này thì mình lên quả cầu 22 anh em ạ. Nói chung là tầm này đang gọi là đà chiến thắng thì cứ đi tầm 5M một tay là ổn anh em ơi. Thật sự luôn là đang trong cái gọi là, nói chung là đang gặp cầu thì anh em cứ phải đi đều 5 triệu một tay, 5 triệu một tay thì cơ hội thua nó là không có anh em ạ, thật sự luôn. Còn trong những cái trường hợp mà anh em cầu đang đen mà anh em cứ dí tay to ấy, thì chắc chắn là thua rồi. Còn trong trường hợp mà đang cầu khuân cầu đẹp, anh em dí 5 triệu một tay hoặc là đánh gấp thép lên cầu đẹp thì chả là lên người ngay anh em ạ, đố nào. Rồi thì vậy là cầu này mình sẽ làm quả xỉu anh em nhá, à quả tài nhá, cầu tài bé bé anh em ơi, đố nào. Ok, 345 anh em ạ, tài 12 này, lụm cho anh em ơi. Rồi vậy là đang bắt được theo gọi là khá là khuân anh em ạ, anh em nhìn thấy như vậy là cũng khá là khuân theo quả cầu là 22 rồi đố nào. Một triệu 925k đi. Ok, ăn được hai tay 5M chắc chắn rồi, chúng ta không thể rút vào tiếp được, chúng ta lại đánh gọi là phương pháp và đánh lom rom anh em ạ. Đấy, dùng quả phương pháp đánh lom rom, đánh nhẹ nhàng là 1.925k cầu tài. Nói chung là ăn tầm này thì đang lãi mà. Đấy, đang lãi cũng khá là cao, hai tay hai ba tay hút được gần 10 triệu thì chắc chắn rồi. Muốn ăn được lâu, muốn bền vững trong cái thế gọi là, trong cái nghề gọi là nghề cực kỳ là bạc, đó chính là nghề đánh bạc này, thì chắc chắn là chúng ta phải gọi là gì em nhỉ, chắc chắn rồi, chúng ta phải giữ một cái đầu lạnh và chúng ta luôn tỉnh táo. Ôi chứ anh em ơi, chúng ta luôn phải tỉnh táo, không phải tay nào chúng ta cũng hút vào được mà tay nào chúng ta cũng bỏ đâu anh em ạ. 5431 à, ok 515 anh em ạ, được chưa nào. Rồi cầu này đang theo là cầu quả cầu 22 khuân. Trong tình huống này thì mình đang bắt là được là 3 tay ở bàn, 4 tay đúng không? Chúng ta bắt được 4 tay ở bàn này này. Đấy, từ nãy quay lại thì chúng ta bắt được 4 tay. Và đang có thành công là chốt lãi là gần 10 triệu, hơn 10 triệu một chút. Rồi thì cầu này 12, 9 lên 10 này, 11 lại xuống 12 thì cầu này có khi là anh em có thể thấy là 13 này. 13 xuống 12, 9 xuống 10, 9 lên 10, lại 12 lại xuống 11. Nói chung là tầm này thế tài là đang xuống. Đấy, đang suy giảm xuống nên là cầu này mình cứ tự tin là theo quả cầu gì anh em nhỉ? Chắc chắn rồi.
22 vẫn là lựa chọn sáng suốt cho anh em nhà mình nhá. Cái cầu 22 này cho anh em nhà mình bắt cả ngày cũng không thua anh em ạ, thật sự luôn. Rồi, cầu này mình sẽ làm nhẹ nhàng quả cầu xỉu đi anh em ạ. Ôi chưa anh em ơi. Nói chung là mình không khuyến khích anh em nhà mình là trong kênh của mình là thích bẻ cầu đâu. Bẻ cầu không làm ăn được gì đâu anh em ạ. Ví dụ trong trường hợp này thì mặt tài nó nói chung là nhiều anh em bẻ tài tận tỷ mấy nhìn mình cũng thấy buồn cho mấy anh em thua đấy. Nhiều anh em cứ gọi là chê thế nọ thế kia nhưng mà mình thấy là theo suy nghĩ và kinh nghiệm của mình 3 năm qua thì mình cũng gọi là có một thời gian là cũng điên đảo chê game bịp, nhưng mà thực sự là không phải. Cầu khuân thì mình đi bẻ, cầu đẹp thì mình không theo đấy. Đấy, cầu khuân đi bẻ mà cầu bẻ lại không đi bẻ lại đi theo cầu khuân đấy. Đấy nên là suy đi tính lại thì nói chung thua vẫn là do tay mình thôi anh em ạ. Ôi chưa nào. Và nhiều anh em hỏi là con này thì em thấy là anh có thấy là cái gì nhỉ? Hôm nay ông kia bảo là cái gì nhỉ? Có bịp hay không? Thì mình nghĩ là không anh em nhá. Mình đánh to như này vẫn ngày nào cũng chốt lãi đều đều, tháng phải ăn mấy tỷ, gần tiền tỷ của nhà phát hành con Thiên Đường Trò Chơi, không sao mà anh em lại 100-200 nghìn. Đừng suy nghĩ là bịp, anh em hãy suy nghĩ nó chín chắn lên, mạnh dạn lên là đôn anh em nhá. Ok chưa nào. Rồi cầu này vẫn làm quả xỉu xỉu bé bé anh em ạ. Rồi vậy là đôi 6 đấy anh em ạ. Vậy là nặng quả này là đôi 6 này, 665 anh em ạ. Rồi không sao nhá, 665 tài 17. Cầu này mình chắc là quả kèo 2 triệu nữa, 2 triệu cầu tài đi buông xuôi nhá. Đấy, buông xuôi anh em ạ. Làm nốt tay 2 triệu cầu tài, được thua cũng nghỉ anh em ạ. Ghét là fan thích là nhích mà. Nên là cố gắng làm tay này lên tài. Cố gắng là tay này lên tài. Nói chung là tay này mà mình thua 2 triệu này thì mình cũng chốt lãi được 18 triệu. Còn trong trường hợp mà mình thắng thì mình vẫn chốt lãi được tầm 12 triệu anh em nhá. Ôi chưa. 1, 2, 3. Nói chung cầu này mình khá là tin tay nên là vào cũng mạnh chút anh em ạ. Tay này thì tin tay nhưng mà vẫn phải kiểm soát con ma bạc ở trong bản thân chúng ta là phải là có lãi đang nghỉ anh em ạ. Đấy nên là tay này không dám vào to lắm. Không dám vào to lắm nhá. Nào, lên tài không? Tài 11 thì đẹp này. Ok, đôi 2 rồi. Rồi không sao cả, anh em ạ, thua keo này ra bảy keo khác. Thì thôi, video tôi cũng khá là dài rồi. Mùng 1 hoan hỉ chốt lãi thành công là 8 triệu. Thì chúc anh em là mùng 1 hoan hỉ đánh đâu thắng đấy nhá. Và mùng 1 thì đừng nên là cho tiền thất thoát, cứ ăn được một chút là nghỉ anh em nhá. Mai thích làm gì thì làm. Và tôi có tí may mắn gửi cho anh em ở chỗ mô tả. Anh em nhanh tay tải game và dùng luôn giúp tôi nhá. Bye bye anh em. Chúc anh em thành công nha.